Namaste. Chào mừng các bạn đã đến với các bài tập cùng Hằng Nga. Trong video ngày hôm nay, Hằng Nga sẽ hướng dẫn các bạn 4 bài tập giúp cho chị em chúng mình có một bụng dưới phẳng lì để chị em chúng mình có thể tự tin diện những bộ váy đầm xinh lung linh chúng ta đón Tết nhé. Bây giờ các bạn hãy nằm xuống thẳng, chúng ta đến với bài tập. Nằm xuống thẳng. Bạn hãy nhớ, đây là bài tập cơ bụng. Chúng ta luôn luôn trong quá trình bài tập, các bạn cần siết được cơ bụng. Để biết thêm cách siết cơ bụng, hãy xem trên clip có tên trên kênh của Hằng Nga, có tên là cách hướng dẫn siết cơ bụng nhé. Và bạn luôn nhớ trong quá trình bài tập, chúng ta cần dán chặt phần thắt lưng của mình xuống thảm nhé. Nếu không các bạn sẽ bị đau lưng đó. Chúng ta sẽ đến với bài tập đầu tiên. Nằm trên thảm, hít vào, siết cơ bụng, siết cơ đùi, nâng hai chân lên vô bắc với thảm, tiếp tục nâng nốt thân trên lên. Hãy nhớ bạn siết cần siết cơ bụng của cơ đùi, rồi thở ra hạ xuống, hít lên thở xuống siết cơ đùi, và các bạn sẽ thực hiện liên tục như vậy trong khoảng 15 lần cho mỗi hiệp nhé. Bài tập thứ hai, hãy co hai gối lại, hai tay của chúng ta ôm phía sau đầu. Hít vào, bạn nâng cao thân trên lên khỏi thảm và co luôn cả hai chân vào, sấp người nữa, thở ra xuống, hít lên, thở xuống, hít lên, thở xuống, hít lên, thở xuống. Bạn nhớ nhé, chúng ta sẽ thực hiện 15 lần và chúng ta luôn nhớ siết cơ bụng trong quá trình bài tập. Bài tập thứ 3, hít vào, siết cơ bụng, nâng thân trên lên khỏi thảm, hạ xuống, hít lên, thở xuống, hít lên, thở. Chúng ta sẽ thực hiện 15 lần cho mỗi hiệp và nhớ luôn luôn siết cơ bụng các bạn nhé. Bài tập cuối cùng, cao hai gối lại, dán chặt thắt lưng xuống thảm, hít vào, siết cơ bụng, thở ra, nâng hai tay lên, vẫn luôn siết cơ bụng và tiếp tục di chuyển hai tay sang phải qua trái. Bạn sẽ thực hiện 15 đến 20 lần cho mỗi bên nhé. Nhớ luôn siết cơ bụng trong quá trình tập. Trên đây Hằng Nga vừa hướng dẫn các bạn thực hiện 4 bài tập giúp cho chị em chúng mình có được một vòng eo tự tin xinh lung linh và đón Tết. Nếu bạn thấy bài tập này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho những người bạn bè thân yêu của mình nhé. Và Hằng Nga xin chào, xin hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo. Namaste. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của Hằng Nga trong video này. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhớ chia sẻ nó cho bạn bè của mình các bạn nhé. Và đừng quên bấm đăng ký kênh của Hằng Nga để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Hãy nhớ bấm vào nút hình quả chuông các bạn nhé. Hằng Nga xin chào. Bye bye.